Hoàng Ngày Thiệp xin gửi lời chào tới tất cả quý vị các bạn nha. Hôm nay tôi đến tham quan nhà vườn của người anh em Hoạt, mọi người hay gọi là Hoạt Hói, tại Điền Xá Nam Trực Nam Định. Khu vực này thì có rất là nhiều nhà vườn cây cảnh, nhưng mà vườn của người anh em Hoạt này thì cũng có những cái phong cách và những cái cây rất là đặc sắc. Hôm nay thì tôi sẽ ghi hình và chia sẻ cho quý vị các bạn toàn bộ cái khuôn viên, cái không gian, cái vườn, toàn cảnh nhà vườn và chi tiết các cái cây, các cái tác phẩm. Trước mắt quý vị là một cái cây phi lao cỡ đại, dáng rất bay, có cái nét nghệ thuật rất là cao. Thời tiết hôm nay ở Nam Định khá là nắng, và bây giờ thì đang là 11 giờ trưa. Mỗi cái tác phẩm thì đều nó có những cái vẻ đẹp khác nhau và tùy cảm nhận của mỗi người. Hôm nay tôi sẽ tập trung ghi hình để cho quý vị các bạn chúng ta chiêm ngưỡng và tự cảm nhận giá trị của mỗi tác phẩm nhé. Cái phi lao này rất là tuyệt vời. Đó là nhà vườn và có rất là nhiều cây như vậy thì đương nhiên là có thể giao lưu một cách rất là thoải mái. Quý vị anh em nào mà về khu vực Điền Xá, khu vực Nam Điền thì ghé qua cái nhà vườn của bạn Hoạt, Hoạt Hói. Đấy. Một cây phi lao, một đường kính chừng 60 phân, dạng bay. Thần pháp quá đẹp luôn. Đây là một trong những nhà vườn lớn tại khu vực Điền Xá. Với rất nhiều các loại cây cực kỳ là đa dạng. Và theo quan sát của tôi thì cây xanh và cây tùng chiếm con số nhiều. Nhưng mà đây cũng có một cái cây lộc vừng rất đẹp này. Cây lộc vừng dáng siêu. Thân pháp quá đẹp luôn. Cỡ đại, cao chừng gần 3 mét. Đường kính gốc chỗ này thì cũng phải trên 60 phân. Thân thì rất nhiều u, rất nhiều cục mềm nhũn. Già thôi rồi luôn. Có một cái cây tử. Đây, quý vị nhìn thấy thân pháp này. Đẹp chưa? Tàn rất đẹp. Có lẽ là rất nhiều hoa. Đấy, trời đa dạng không? Một viên đá rất đẹp này. Một cái đặc biệt này là có một cái. Đây là có một cái chậu cỡ đại. Công viên này khá là rộng, nhiều cây. Chỗ này nó có một cái bộ ba, hai cây trực liên chi và một cây long ở giữa.
Cây tương đối già, bóng mịn, cao hơn 2 mét một chút. Quý vị anh em nào mà có nhà cổ, có không gian rộng một chút để cây đuổi cái bộ bà này thì rất là tuyệt vời. Tiếp theo là một cái cây cây lão, cây xanh dáng lão. Cái này thì trước đây nó là một cái cây long cắt chuyền dáng, đã sắp xếp cơ bản bông tán ổn rồi. Hình như kia là quả phúc đang được cắt sửa lại. Một cái cây xanh rất quý, quý ở cái này này. Đấy, thân pháp này quý vị rất già, thân nạc già thôi rồi, bệ thì về và rất nhũn. Đấy, thân pháp này, cái này cao chừng 2,5 m, 2,8 m. Dáng rất đẹp. Ở trong này có khá là nhiều cây tùng trên chậu, cao trên 1 m, và có cây thì chừng 1,5 m. Đấy, dáng long, dáng trực. Rất nhiều. Tiếp tục chúng ta nhìn thấy đôi trực cổ. Đôi này cao chừng 1,8 m. Đôi nguyệt quế rất đẹp này. Một quế hai thân, đường nét nghệ thuật mềm mại, thơm quá. Đi xa xa có một cái tùng rất đẹp. Đây, toàn bộ cái khuôn viên này, vườn hoa lan ngọt hói và một cái chòi lá rất đáng yêu. Chúng ta tiếp tục khám phá, chiêm ngưỡng các cái tác phẩm trong khuôn viên này. Wow, một cái tùng quá đỉnh luôn. Thân phóng nó bay quá đẹp. Cái này cao trên 4 m, đường kính gốc chừng mà 30 phân. Tất cả đều là con số áng chừng nha quý vị. Dáng cực bay rất đẹp. Đây có một cái tùng kim cương tuyệt đẹp. Wow,
cao chừng 1m2. Bóng rất đẹp, cánh cổng phiêu. Bóng ngang này chừng khoảng 2m5. Xanh rất già. Chào anh em nhé. Anh Hòa hỏi hỏi anh chủ phát biểu ý kiến gì không anh chủ ơi? Không. Chủ bây giờ thì không có ý kiến gì cả. Nói như người bình thường thôi. Có mời anh em đến không hay là vườn chỉ để mình ngắm thôi? Mời anh em đến ngắm cây và giao lưu. Đảm bảo là cháu uống say mới về đúng không? Một cái tùng La Hán trực hoành. Wow, một cái long rất đẹp. Rằm quá mịn. Xe ở là đi xe cùng với xe Hải ở Sài Gòn về hay là người sống ở Sài Gòn đi về? Cái này cao cũng gần 3 mét đấy. Bệ đẹp chưa? Đấy, đường kính bệ cho này chỉ khoảng 65 phân. Một cái tử rất đẹp. Dịch dã rất là phức tạp. Một thời gian vừa qua chúng ta vẫn được chứng kiến rất là nhiều các cái thương vụ chuyển nhượng giao dịch cây giá trị cao. Tín hiệu rất là vui. Một cái xanh song thụ hai thân. Rằm rất là già, bông mịn, tạo tác theo lối cổ, cao chừng 1 mét. Ngay dưới cái dàn hoa lan thì có một đồi tùng La Hán. Gốc rất là to, già kinh khủng. Đường kính cái mặt chính thì có lẽ nó phải trên 50 phân, cái này trên 30 phân. Hai thân chính to, rất nhiều chi. Bông được sắp xếp tỷ lệ rất chuẩn, dáng đẹp.
cái tùng nữa. Hai cái này có chiều cao tương đương như nhau, khoảng chừng 3 mét. Bây giờ thì quý vị đang được chiêm ngưỡng cái đồi tùng với rất nhiều cái tùng cối, tạo ra một cái khuôn viên quá là tuyệt tuyệt vời. Tất cả những cây ở trong cái khuôn viên này đều có thể giao lưu. Đặc biệt là cái nhà vườn này thì làm cả cái việc thiết kế thi công sân vườn, nên là luôn chuẩn bị sẵn các cái nguyên liệu để tiện cho cái việc thi công trang trí cho các công trình. Đó, cả những cây sung dáng rất là điệu. Đó, cây sung dáng long rất là bay. Trong này cũng có một cái thân khế cực kỳ già, đường kính trên 40 phân, cực kỳ già luôn. Ở đây là một cái cẩm thị dáng hoành, bay rất phiêu. Đường kính thân 40 phân. Thời tiết này rất nắng, nhưng mà nó lại tạo ra một cái nền để chúng ta ghi hình các cái cây trong khuôn viên này được nổi bật hơn. Cây rất đẹp, rất là nhiều cái tùng cối và tùng lá hán, tuyệt vời, không gian rất lý tưởng. Là những cái tùng rất già, và có cả những cái tùng có cái đường nét rất khó như thế này.